ra mạc hoang vu, loài quỷ ma cám dỗ Chúa Giêsu. Nếu là con Thiên Chúa thì hóa đá thành bánh ăn được chăng? Nhưng Chúa liền đáp rằng: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ những lời từ Thiên Chúa chí thánh truyền phán ra. Xin cho con được thành tâm ăn năn sám hối và hằng tin theo tin mừng. Vì nước trời nay sắp tới nơi, nước trời đã sắp tới nơi. Xin cho con được chiều theo muôn cơn cám dỗ và hằng nói gương theo Ngài. Gia Liêm, loài quỷ ma cám dỗ Chúa Giêsu. Nếu là con Thiên Chúa thì hoa phép nhảy xuống kia được chăng? Do có lời chép rằng: này thiên sứ nâng khỏi bị va đá, người mạnh lời đáp lạ: đừng thư thách Đức Chúa của chính người. Xin cho con được thành tâm ăn năn sám hối và hằng tin theo tin mừng. Vì nước trời nay sắp tới nơi, nước trời đã sắp tới nơi. Xin cho con được chiều theo muôn cơn cám dỗ và hằng nói gương theo Ngài. Là sống lời Thiên Chúa trong đời, sống lời Thiên Chúa trong đời. Loài quỷ ma cám dỗ Chúa Giêsu. Nếu lạy tôi tôn kính thì tôi sẽ tặng hết vinh lợi kia. Nhưng Chúa liền phán rằng: này Sa-tan, ngươi phải lạy Thiên Chúa và thờ phượng chính người là Thiên Chúa chí thánh của các người. Xin cho con được thành tâm ăn năn sám hối và hằng tin theo tin mừng. Vì nước trời nay sắp tới nơi, nước trời đã sắp tới nơi. Xin cho con được chiều theo muôn cơn cám dỗ và hằng nói gương theo Ngài. Là sống lời Thiên Chúa trong đời, sống lời Thiên Chúa trong đời. Xin cho con được thành tâm ăn năn sám hối và hằng tin theo tin mừng. Vì nước trời nay sắp tới nơi, nước trời đã sắp tới nơi.